À, xin chào tất cả anh em nha. Nay thì mình về bên Bến Tre đi chơi, có ghé nhà của chú Phấn nè, tham quan cái vườn mai của chú. Vườn mai này cỡ trăm gốc anh em, hoa chi riêng trồng mai không mà trồng khá là nhiều những cây khác. Nay thì hiện nay mình thấy có một số gốc cũng khá là đẹp, sẵn đây thì cũng có duyên đến đây để tham quan. Sẵn đây thấy gốc nào đẹp đẹp thì mình quay mình chia sẻ đến cho anh em hiểu. Anh em nào thích thì có số điện thoại đó, anh em có thể liên hệ để mình giao lưu với anh em. Cái gốc này cũng khá là lớn nha anh em, đế hết hồn mũ đế luôn. Cây này thì chiều cao nó chắc mình nghĩ rơi khoảng tầm 4 mét rưỡi 5 mét là chuyện bình thường nha anh em. Mặt bông thì hiện tại mình đang thấy trên cây có cái bông 8 cánh 9 cánh nè. Điều do chưa trời nắng thì cái mặt bông nó héo lại rồi anh em. Dàn xương này thì mình thấy có gịch nhẹ anh em. Chiều ngang nó thì rơi khoảng tầm 4 mét. Đây nguyên cái tán ngang này anh em. Đế đế hơi bị vip luôn anh em ơi. Đế đặc mà nó nhìn thấy ghê lắm, ghê cái cây lắm. Anh em. Quay cho anh em một vòng để anh em tham khảo nha. Bộ tàn rất là đều anh em. Đây. Còn cái nồi đế này anh em. Anh em thấy nó khiếp đảm luôn nè. Đế này nó dính cục lại với nhau nha nè. Đây. Đây giống như có cái chì tử nè. Nguyên một đế đặc nè. Cây này thì mình nghĩ mô xuống dưới nữa nó có thể nó còn nữa nè. Cốt cành phía bên trong. Cây này thì một cốt quy lên anh em. Đây, một cốt quy lên. Một tàn này ngày xưa chắc mình nghĩ cũng có chỉnh sửa nhẹ qua rồi anh em, nên những cái dấu hằn trên những cái cành nó còn. Cái tán nó ra nè anh em. Bộ đế thì thôi hết kể bộ đế luôn anh em. Đế nó đặc nha, chứ không phải. Đây. Trong thân thì giống như nó đặc kẹo qua luôn á anh em. Cái này trồng lâu năm chứ chú? Ngoài 100 năm rồi hả chú? Ồ. Dạ con thấy cái bộ đế này nó đẹp quá, với hai nó đặc như nguyên cái bộ đế là nó đặt hơn 100 năm hả chú? Dạ ngày xưa giờ là mình trồng đây mình đâu có dời đâu hả chú? Chú vợ trong trong hồi đó nhà trong kia là chú vợ rồi này. Hồi đó mình có nhạo gì không chú? Con thấy mấy cốt cành này giống nhạo quá, có không chú? Không có không? Dạ hả? Những cái cục này là trong thân tự ra luôn hả Thân chú? tự ra luôn. Dạ cái này một cốt lên nhìn ngoài khá là cổ nè, chung là những cái cành anh em thấy là nó phù lên nè, thêm dọc lên nha. Cái đây là chi tử đó hả chú? Dạ. Đây quá trời cái này. Ở dưới này nè, những cái đầu rễ nó có cái cục cục lên nè, để đặt nha anh em. Cái này là bị gì chú? Cái này là nó có lỗ đây rồi nó nước động hả chú? Nó tự nhiên không? Tự nhiên chứ không phải là bị mục ha. Đâu quay cận cho anh em cảo nè. Ngộ ha. Nhìn giống như cái miếng mà càng càng chảy ra nè. Thấy mày Bên trên đo nè. để anh em nó Cốt lên nè. lên Vòng qua nha anh em. Vườn mình đây trồng bao nhiêu gốc chú? Đây vòng đó nha anh em. Rồi. Để áo nhẹ cho anh em tham khảo thử cái hoành này nó khoảng nhiêu nha. Cái nguyên bộ đế này nè. Sáu mười hai anh em ơi. Rồi chú đo cái từ bên này qua đây thử coi nó khoảng nhiêu ha. Cái nồi này chắc cũng cỡ 300 hơn. Thì thấy nó lớn quá. Đây. Hết rồi, thẳng. Nghe anh. Dạ, một khoảng 300 anh nè. Nguyên cái nồi khoảng 300. Đế rất lớn anh nè. Đây nè. Đưa chập lên nha nè.
Bên đây thì cũng có cái gốc này cũng khá là lớn nè. Cây này thì mình nghĩ chiều cao nó khoảng 4 mấy 5 mét nè, còn cái tán ngang thì khoảng 5 mét là khỏe nè. Mặt bông cây nào cái này mình thấy chưa chú? Chú Hân? Cây này mặt bông mấy cánh chú Hân? Cái này là 5 cánh, 5 6 cánh gì đó. Dạ. Cây này lâu năm chưa, cúc cành nó bự dữ ta. Cây cũng lâu rồi, cây tại vì chú mua của người ta lâu lắm rồi. Dạ. Toàn bộ vườn là mai nguyên thủy 5 cánh thôi đó. Dạ. Có một số cây mai dạo dinh luôn. Trong dạ. Trong vườn tộc này chỗ xin còn nhiều 72. 72. Ồ, cốt cành đó nè anh em. Này nguyên thủy luôn nha, nó là nguyên thủy thiên nhiên luôn anh em. Này là đâu có chỉnh sửa gì hả chú Hân? Dưới này mình còn đế gì nữa không chú? Cái này chắc bị giờ chú trồng cái này hồi đó thì chưa khui đúng rồi. Chưa khui nào ha. Bế dưới. Dạ, đem vòng ngoài. Cốt cành lực quá anh em. Mấy cây này mà ví dụ anh em nào mà người ta xem ta có đó, người ta thích đó, mình có giao lưu nhẹ với anh em không chú? Cũng có thể giao lưu được chứ. Ví dụ anh em nào thích thì cứ liên hệ chú ha. Biết đâu hữu duyên xem được video này mình giao lưu với mấy anh em mấy gốc mai trong khu vườn của chú. Bên đây thì thấy cái gốc này nó cũng có cái bộ tàn này cũng chiều cao đó, cũng tầm khoảng 3 mét ha. Cái đường kính thì ngang khoảng 2 mét. Cái này mặt bông mình thấy không không anh? Mặt bông nó bông xác định là 5 cánh đó. 5 cánh. À. Dạ. Cây 4 cánh là bán tiền không anh ơi. Đây bộ đế nè, đế lớn nè, đế lớn trải dài đều tất cả các bên 24 giờ hết nè, đế nổi lên mặt đất nha. Thân sắn chi cành đó nè anh em. Nguyên bộ đế, nhìn đế cái đế rất là mê nè. Cây này chú đo con thử hoành khoảng nhiêu chú? Đế quá trời bộ đế luôn. Đế đều hết trơn nha anh em. Cây này mình trồng đây được lâu năm chưa anh? Cái này khoảng đem về đây khoảng 25 năm. 52 năm. 52 hoành. Cái này nó già cây lắm á. Quá trời của đế nè. Đế đều nha, đế đều đẹp. Rễ nào ra rễ đó anh em ơi. Cây này chơi kiểu gì anh? Cây này khúc lục thọ. Khúc lục thọ 3 thân nha anh. Cây này chiều cao 60 mét gì không anh? Cao tầm chắc cũng phải 3 mét à. Dạ. Cây này đem về lâu chưa anh? Đem về cũng lâu rồi. Dạ. Mặt bông nó mình thấy không anh? Mặt bông thấy cũng 5 cánh luôn á. Dạ, 5 cánh. Cái này thấy cái tàn nó hướng lên đúng không? Giống như cái nơm ngược đó. Nó là tàn dạng cành đào á. Dạ, đúng rồi. Cái này chú vô chú đầu hoành con thử khoảng nhiêu chú? 82 hoành hả chú? Dạ. Rồi được rồi chú ơi. Cây này là mình bông có sẵn luôn anh em. Cũng nhiều cánh lắm nha. Đây nè. Đây cây có bông này 7-8 cánh gì nè. Còn cây cây nè. 7-8 cánh, 2 lớp, bông 2 lớp. Có cái thì 5 cánh, 5 cánh đến 8 cánh. Cây này xù ha, cây sao anh? Chỉ xù nhẹ thôi chứ không thấy xù đâu. Nhưng mà dáng thú á. Dáng thú ha. Cúc cành này là chỉnh sửa ha anh? Cốt cành này cũng mua cũng đem về lâu rồi, người ta ông lão cho ông chỉnh sửa từ nhỏ à. Chưa cành nguyên à, không ghép à. Dạ. Địa chỉ mình ở đây ở đâu anh? Đây là ấp 2 An Khánh Châu Thành. Ấp 2 An Khánh Châu Thành, Bến Tre. Bến Tre. Bên đây này quay lên đây cho anh em nhìn thấy nó rõ cây này nha. Nhìn giống dáng thú, đúng rồi. Cốt cành bắt khích kịch hả anh em? Cây này mình đã hoành được không ta? Áo nhẹ nhẹ con thử góc này khoảng nhiêu chứ? Áo vô thử xem lạnh nhiêu chứ? Còn nhìn dưới đây thấy y chang thú luôn. Chỉnh thú mà. Dạ. Cây vô cũng khó à, chặt dạ, luôn. Quá chặt. Nhiêu chú? 55. 55 hoành. Dạ. Đó. Một cốt đi lên này nè. Tiếp theo anh em. Cây này gốc bự à. Cây này đem về lâu chưa anh? Đem về cũng lâu rồi. Dạ. Này chơi theo kiểu tàn gì anh? Đây cái phong tự nhiên tàn này kiểu như tàn 80 lỡ thôi. 80. Đế dưới còn gì nữa không anh? Cũng chưa có bươi, tại cây mà sợ mất sức nên không bươi á. Dạ. Ừ. Da nó giống như già nó chảy ra. Nó hơi xù xù chảy nè. Dạ. 5 cánh
Không có mua lên. Cái này hoành nhiêu chú? 65. 65. Đây quay dọc lên nhanh nè. Bông nó nè. Bông mặt bông sẵn nè. 8 chín cánh gì? 5 8 chín cánh luôn nè. Thân chân này nè. Thân sắn nè. Cái này đế dữ dữ không anh? Đế khá lắm á. Dạ. Ở dưới nó bình cũ đế á. Dạ. Dọc lên. Gốc tiếp theo anh em. Cái này bông là bông mấy cánh anh? Cái này nhớ hình như là 6 cánh đó. 6 cánh nè, 6 cánh gì nè. Ừ. Ủa, đế rất đẹp á, tại vì không có vừa nè. Đế đẹp. Ủ nở nè. Cốt cạnh nè, thiên nhiên nguyên thủy luôn anh. Đúng rồi. Dạ. Ai xây cái tàn cũng khá đẹp nè. Quay cho anh em một vòng mũ đế nha. Đế cái cây này đẹp nè, đế đều hết trơn nè. Nắng cái này có đế hết nè. Cây này không có cốt chủ anh. Cây này tàn cũng sàn lạ. Dạ. Rồi, đo con thử hoành này áo áo sơ sơ chứ, khoảng nhiều chứ. Năm mươi lăm. Rồi. Góc tiếp theo nha anh em. Cái này đế dữ à. Quá trời đế nè. Cái này trồng lâu năm chưa chú? Thấy nó cổ quá chú. Mặt bông mình thấy không chú? Mặt bông thấy hả? Đây nè. Không phải từ 5 cánh tới đi không à? 5 cánh á. 5 cánh. Bông 5 cánh hả anh? Đúng rồi, trong sân này mai ra chú mai xin 5 cánh không á. Dạ. Cái dòng này. Dưới còn đế không anh? Để cho mạnh lắm ạ. À. Dạ. Thì không có bươi hơn. Cái này ngày xưa chắc cũng có chỉnh sửa nhẹ qua hả anh? Có chỉnh sửa qua. Dạ. Đấy, dòng này. Vườn mình tổng cộng như gốc mai anh? Chắc cũng phải 60-70 gốc lớn nhỏ ạ. À. Chú vô đo con thử hoành cho anh em tham khảo thử rồi chú. Cái này thân thơ vặn á. Thân sắn. Vặn vặn bột anh nè. Nhiêu chú? 70. Dạ. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh? Tầm chắc phải 3 mét mấy sao lên. Cây này thì bông mặt bông sao anh? Lá lớn quá mặt bông sao anh? Bông bự rồi. Bông bự bông to lắm. Dạ. Đế cây này đế khít lắm á, tại vì không có bự hết, nó tầng dưới. Cũ nở nha, cũ quá trời cũ. Dòng nha anh em. Chú Bảy ướm thử cái bàn chú đòi như chú Bảy. Nhiêu chú Bảy? 72. 72 rồi, rồi sát với luôn cái nguyện cũ hả nhiêu chú Bảy? Đó, tầng dưới này nè. Để kèm với anh cái này. Cũ nở hết hồn ha. Đế mạnh lắm. Dạ. 92. 92, ghê trời. Cây này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Cây này mình 200 á. 200 ha. Ừ. Giao lưu trực tiếp với anh em là 200 triệu. Cây này nó dảo luôn anh. Cây này không dảo. Lá lớn ha. Bông to lắm. Bông to, lá lớn bông to ha. Đủ mà chưa bông màu hết rồi, dưới đế rất còn từng hai cá đế lắm. Bên đây mình có giao lưu gốc này không anh? Thấy cây, cũng cây này giao lưu luôn. Giao lưu luôn ha anh. Ừ. Này chiều cao khoảng nhiêu anh? 3m, 4m ha anh. Dưới đế có không anh? Đế có thể khủng hơn cái đế hơn cây kia nữa. Thì ghê vậy anh? Đúng rồi, tại vì mình vô phân mình biết mà, tầm thân vui. Yeah. Còn sâu dưới này nè. Mà thấy chưa, cái lớp ghẻ. Trông không môi anh. Đúng rồi. Thân cũng u nhiều quá ha. Quá trời luôn, nó u. Này tự nhiên luôn hả anh? Đúng rồi, tự nhiên. Nè, đây cái lớp ghẻ của nó nè. Dạ. Yeah. Đó. Để anh em. Mình vui mặt cho biết thôi. Cái này mình trồng bao nhiêu đây, khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Này chắc cũng phải hai mấy năm à. Hai mươi mấy năm hả anh? Dạ. Hai mấy năm là đem về trồng á, chứ cây này tuổi thọ cũng phải là 50-60 năm hơn rồi. Dạ. Nhiều rồi chú Bảy? 65 chú Bảy ơi. Đó là cây này khủng lắm. Cây này là ví dụ anh em thích mà muốn giao lưu là giá nhiêu anh? Cái này mình 300 á. 300 ha. À, tại chia cành có. Là bán tại vườn luôn anh? Ừ, tại vườn. Trực tiếp với anh em là giá tại vườn. Dạ.
chân cành là tự nhiên không á, mình không có chỉnh sửa gì hết. Dạ. Rồi nói chung thì khu vườn này cũng còn rất là nhiều gốc mai nha anh em, chứ không phải riêng một gốc. Dù anh em nào mà thấy khoái thích thì có thể liên hệ với chú Phấn đi, qua số điện thoại phần tiêu đề anh em. Giờ tạm thời kết thúc video tại đây nha. Chung thì chúc tất cả anh em buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc gia đình người thân nha.